Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Ở trong video này thì em cũng xin gửi nhanh qua về giá bán, chương trình khuyến mại cũng như là mức giá lăn bánh dự kiến dành cho dòng Ford Ranger XLS ở hai phiên bản số sàn và số tự động tại thị trường Việt Nam nhé. Ở hiện nay thì đã ra Tết rồi, nhu cầu mua xe cũng dần dần ấm lên và các hãng cũng sẽ đẩy nhanh cái khuyến mại và tặng kèm theo xe để có cái số lượng bán tốt nhất. Hai mẫu xe này lần lượt đang có mức giá niêm yết 650 triệu cho phiên bản số tự động và 630 triệu dành cho phiên bản số sàn. Với phiên bản số tự động thì giá bán hiện nay thì chưa có khuyến mại tiền mặt, tuy nhiên chúng ta sẽ có một gói phụ kiện trị giá xấp xỉ 10 triệu kèm theo xe. Giá lăn bánh tại Hà Nội hiện nay sẽ dao động vào khoảng 700 triệu và với quý khách hàng trả góp thì chúng ta chuẩn bị tối thiểu giúp em là 188 triệu đồng. Giá lăn bánh tại tỉnh lân cận, địa phương lân cận sẽ là 693 triệu đồng và chi phí trả góp tối thiểu cũng sẽ dao động vào khoảng 180 triệu đồng. Với phiên bản số sàn thì mức khuyến mại sẽ được tốt hơn khi giá bán hiện nay đang là 600 triệu đồng. Chúng ta bớt 30 triệu và vẫn được tặng kèm một gói phụ kiện 10 triệu theo xe nhé. Và giá lăn bánh tại Hà Nội chúng ta xấp xỉ vào khoảng 650 triệu đồng. Chi phí trả góp tối thiểu sẽ là 176 triệu đồng. Giá lăn bánh tại tỉnh sẽ là 641 triệu đồng và giá lăn bánh khi chúng ta trả góp tối thiểu sẽ là 168 triệu đồng. Nếu quý anh chị đã chốt được cái phiên bản Ranger XLS và chỉ còn đang phân vân về giá bán thì chi phí cũng như là thắc mắc về thủ tục trả góp, chi phí trả góp hay lãi suất khi mua xe thì quý anh chị đừng ngại ngùng mà hãy nhấc máy alo giúp em Hùng để được tư vấn 24/7 miễn phí chi tiết từng phiên bản, đồng thời với đó là nhận thêm cái mức giá cũng như là khuyến mại tốt nhất cập nhật tại thời điểm mà quý anh chị đang theo dõi video. Nói qua về Ford Ranger XLS thì đây là cái mẫu xe bán chủ lực của Ford tại thị trường Việt Nam. Nó được trang bị đầy đủ như là vô lăng điện này, cân bằng điện tử này. Điểm khen thì quá nhiều rồi thì em chỉ nói nhanh qua điểm trừ của nó thôi. Là nó sẽ không có cảm biến lùi, cảm biến trước sau và camera lùi đó. Cái này thì xử lý đơn giản thôi. Tuy nhiên thì cũng là một điểm trừ khi chúng ta chưa được trang bị trên xe. Video nhanh về giá bán, chương trình khuyến mại và mức lăn bánh dự kiến của Ford Ranger XLS tại thị trường Việt Nam. Nếu quý khách hàng đang có nhu cầu thì cứ bốc máy liên hệ giúp em. Nếu video hay và quý khách hàng cảm thấy bổ ích thì có thể cho em một like, share, một subscribe. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.